Sáng 7 tháng 3 năm 2018, đoàn sĩ quan, thủy thủ tàu sân bay USS Carl Vinson đã đến thăm, giao lưu và tặng quà cho các em tại Trung tâm Nuôi dưỡng Trẻ Mồ Côi Chữ Thập Đỏ Đà Nẵng. Đây là hoạt động bên lề chuyến thăm của Hải quân Mỹ tại Đà Nẵng. Trung tâm là nơi nuôi dưỡng và chăm sóc những trẻ em mồ côi, bất hạnh, trẻ em có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, trẻ em khuyết tật. Tại đây, các thủy thủ đã ân cần chăm sóc các em bé, khiến nhiều người không khỏi cảm động. Các thủy thủ đã giao tiếp với trẻ khuyết tật bằng thủ ngữ, tạo cảm giác gần gũi. Trong chuyến thăm này, đoàn đã tặng trung tâm 20 lon sữa trị giá gần 20 triệu đồng. Vào trưa cùng ngày, đoàn đã giao lưu với Trung tâm Bảo trợ Nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh thành phố Đà Nẵng thuộc Hội Nạn nhân chất độc da cam thành phố. Đây là cơ sở 3 của trung tâm, được Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cấp đất và UNICEF hỗ trợ 330.000 USD để xây dựng, mua sắm trang bị. Đồng thời là nơi chăm sóc, nuôi dưỡng, đào tạo nghề, phục hồi chức năng cho trẻ bị ảnh hưởng chất độc da cam và trẻ em bất hạnh với hình thức bán trú. Các nghề được đào tạo gồm thêu, may gia công, làm hương, kết cườm, làm hoa van, điện cơ, điện tử. Ban nhạc Hạm đội 7 đã giao lưu văn nghệ cùng trẻ em ở nơi đây. Âm nhạc là một trong những hoạt động giải trí tại trung tâm, giúp các em nhỏ giảm căng thẳng, dần dần xóa bỏ trầm cảm, giúp các em tự tin hơn, từng bước phục hồi các chức năng về thể chất và trí tuệ, sớm hòa nhập cộng đồng. Chúng tôi xem đây là cơ hội rất tốt khi tham dự sự kiện mang lại niềm vui cho các em. Hải quân Hoa Kỳ có mặt ở Việt Nam 15 năm rồi. Những hoạt động thế này tăng cường giao lưu hai nước. Nếu có cách nào đấy giúp chúng tôi kết nối với trẻ em Việt Nam như xây dựng trường học, giao lưu cộng đồng là điều kiện tuyệt vời để hai nước xây dựng mối quan hệ tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau, cùng hướng đến tương lai tốt đẹp hơn. Bên cạnh việc giao lưu âm nhạc, Hải quân Hoa Kỳ còn tìm hiểu cách làm hương, kết cườm, làm hoa van là hai hoạt động dạy nghề nổi bật của trung tâm. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.